Với cả cái lúc cưới ấy là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở vậy để bầu bạn với nhau thôi. Cả hai gia đình hai bên cũng xác định là vậy luôn. Cái xong cái anh ấy cưới xong rồi anh gì anh mới bảo là em ơi đẻ cho anh đứa con. Ông có bảo vậy. Xong cái em thì lúc đấy nửa đồng ý mà nửa không đồng ý. Xong cái ông ngày nào ông cũng nói hết. Với cả em nghĩ giờ ông ấy già rồi mà ông ấy chưa có con nên là thì tội nên là em liều. Rồi, xin mời. Xin mời em. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Đông. Năm nay em 26 tuổi. Em đang làm kinh doanh online ở nhà. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thúc Vinh, công việc của em là lập trình viên ạ. Em có một công ty nhỏ làm về website và phần mềm. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Cái này để em nói cho ạ. Hồi xưa là em có học nghề ở ngoài Hà Nội. Xong cái em học nghề thì em có học trước anh á. Anh em vào sau thì em cũng nghĩ là em quen cái chỗ đấy rồi thì em làm quen anh ấy thôi, em bắt chuyện trước. Thì em cũng chào, nhưng mà ông á, hồi đấy anh nó không có đi thẳng như bây giờ. Hồi đấy là anh ấy đi lưng khòm hơn bây giờ nhiều. Dạ, vậy xong cái em chào. Nhưng mà ông ấy bơ em luôn. Ông á, không thèm chào lại, ông coi như là không nghe luôn thì ông đi ngang luôn. Vậy hả? Dạ, sao vậy, sao em lại bơ vậy? Chắc là Vinh bữa đó quên mang kiến hay sao đúng không? Dạ, dạ không nghe thấy thôi. Không nghe thấy thôi phải không? Dạ. Chứ không phải là chảnh đúng không? Dạ. Đến khi nào thì mới bắt đầu ấn tượng về nhau? Em ấn tượng với anh là anh đã học sau em, nhưng mà như kiểu mà trước khi anh ấy vào học là anh học ở ngoài rồi nên là cái gì anh cũng biết. Hỏi cái gì anh cũng biết ấy, giống như là quán bách khoa toàn thư vậy á. Hỏi cái gì cũng biết, rồi anh này anh đã tiếp cận nữa. Lúc đó là em có người yêu chưa? Lúc đó là em cũng chưa có người yêu, nhưng mà vào trung tâm xong rồi có một anh ảnh cũng quan tâm em nhiều hơn. Cái lúc mà ông kia ông có bắt đầu tấn công em thì cái ông này ông có chen ngang, ông có đi vô. Ông đi vô đời em. vô bằng cách nào? Cái hôm đấy là có một buổi chiều là hai anh em đẩy nhau ra cái nhà thờ gần cái chỗ học. Là anh kia đẩy em? Dạ không, anh này anh đẩy. Dạ đúng rồi, sau rồi ông ngồi ông mới nói là tương lai nó ABC nó như thế nào. Bây giờ mà em quên anh á thì anh đi lại được. Rồi anh phụ em thì cái này cái kia. Còn bây giờ nếu như mà em quên người kia thì người ta cũng giống em, cũng ngồi xe lăn như thế này rồi người thì ta ai lo cho em, không đỡ đần được cho mình nhiều. Đó, ông có nói vậy. Xong tức là ông phân tích cho em hiểu. Trời ơi, gặp nguyên cái cuốn bách khoa còn thư phân tích nữa. Nói chuyện nguyên cả một buổi chiều đến tối đi khuya mới về mà. Bữa đó là em nói là em dốc hết tâm can em ra em nói luôn hả Vinh? Nhưng mà là thật sự là em đã có mến cô này chưa? Dạ thật sự thì cũng có mến thôi. Dạ, nhưng mà khi mà em quyết định, em suy nghĩ rất là kỹ. Em làm mọi việc nó đều có kế hoạch. Và kể cả việc lấy vợ nó cũng có một cái kế hoạch. Đúng rồi. Thì mình sẽ chủ động mình tìm hiểu về cô ấy. Nhưng mà em không có công khai như mọi người khác. Xong cái hôm đấy là anh có đi chơi với lại một người bạn của anh nữa. Xong rồi anh đi chơi rồi anh có mua quà vì cho em. Xong em lên thì em thấy, em lấy cái gối ra thì em thấy có một bộ quần áo, bộ đồ bộ mình mặc ở nhà đó chị. Xong cái em cảm ơn. Xong đến tối hôm đó thì anh ấy có tặng em thêm bài hát nữa qua radio hay sao á. Vậy là lúc đấy là bắt đầu, gọi là bắt đầu tình cảm từ cái đoạn đấy. Nhưng mà sau cái thời gian học đó thì là ai về nhà nấy, tức là ai về quê nấy hay như thế nào? Dạ đúng rồi, sau cái thời gian học thì em về quê. Quê em ở đâu? Quê em ở Nghệ An chị ạ. Nghệ An, là em về Nghệ An. Dạ đúng còn rồi. Còn chồng em dạ, ở đâu? Em ở Gia Lai ạ. Là hai đứa yêu xa trong, tức là phải lúc phải xa nhau đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, với cả cái lúc mà anh đang học ở ngoài Hà Nội thì anh cũng có theo học một cái khóa đào tạo lập trình trên online nữa. Nên là đến cái thời điểm đấy là anh phải đi thi. Thì anh vào trong Sài Gòn anh thi. Nhưng mà vào thi xong lại anh gặp được một cái đoàn làm từ thiện để phẫu thuật lưng. Thì anh muốn phẫu thuật lưng nữa thì anh xin đoàn. Vậy là anh làm phẫu thuật lưng ở trong Sài Gòn luôn. Là lúc đấy đến khoảng tầm một năm sau anh gặp em. Nhưng mà Vinh ơi, em có thể chia sẻ cho anh biết là cái phẫu thuật lưng, cái bệnh của em đó là như là bệnh gì không? Dạ, theo chuẩn đoán thì cái bệnh của em là vẹo cột sống à. Hồi nhỏ thì mình ngồi học sai tư thế nhiều quá. Rồi nó gập xuống, nó càng ngày nó càng gập xuống, đi sát đất luôn. Cái dịp đó thì em vô tình là em
cũng biết về online nên là em search thông tin trên internet á, thì em được biết có một cái phái đoàn người Hàn Quốc Mỹ họ hợp tác xong họ qua Việt Nam để chuyển giao công nghệ, thế là họ tài trợ cho mình toàn bộ cái chi phí đó khoảng hơn 300 triệu á. Mà mình... nó cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 95%. 95 chứ hồi đó là đi mặt sát đất luôn mà. Rồi cái lần đầu tiên em đi ra Nghệ An em gặp gia đình đông thì là cái phản ứng của gia đình như thế nào? Dạ gia đình thì cũng bình thường. Có thương em không? Dạ cũng thương, nhưng mà sau em mới xin phép nhà là để em dẫn đông vô Sài Gòn lập nghiệp. Thì lúc đó bố mẹ cũng lo sợ nên cũng không cho đi. Em có nói với bố mẹ vợ là nếu mà bây giờ bố mẹ thương con thì có thể bảo bọc suốt đời ở trong bốn bức tường trong nhà thôi. Còn nếu mà một lần cho một lần bước ra khỏi nhà thì nó sẽ thay đổi cảnh như vậy. Nhưng mà đông là do em là bẩm sinh hay là em bị một cơn sốt? Theo mẹ nói thì lúc mà sinh ra thì em cũng bình thường, nhưng mà em chậm đi hơn người ta nhiều. Đến tầm 4-5 tuổi thì lúc đấy em mới bắt đầu chập chững biết đi. Tại vì trong cái cơ thể nó yếu sắn rồi, nên nó không có tập luyện, nên tất cả lúc đấy mẹ bầu nữa, nên là không có ai tập luyện, mình cũng nhỏ, mình cũng không biết. Vậy là mình ngồi miết rồi xong cái nó yếu rồi không tập nữa là thành giờ nó như thế này luôn. Coi như cuối cùng là em cũng thuyết phục được ba mẹ cho Đông đi theo mình vào trong Sài Gòn. Dạ. Đúng không? Ở lúc đó tình trạng của em là như thế nào? Em ở nhà thuê hay là ở đằng sau? Dạ lúc đó thì thực ra em liều lắm, trong em chưa có gì hết á. Em có gì luôn. Dạ em chưa có gì hết, nhưng mà em giống như em có niềm tin là em sẽ làm được á, nên em liều là em nói xạo với bố mẹ vợ là con đã có đầy đủ hết rồi. Trời ơi. Em dặn đi, thế lúc đó em vẫn làm công nhân, tối thì em đi học đại học từ xa. Thời điểm đó em mới vào làm thì lương nó khoảng 4 triệu, chưa tới 4 triệu. Thì em làm một thời gian thì họ tăng lương lên, vợ đón vợ vô thì vợ cũng đi làm nên có thu nhập thì nó bắt đầu là ổn định dần. Bao giờ thì làm đám cưới? Đến năm 2017 thì bọn em bắt đầu làm đám cưới. Không, có nghĩa là cái khoảng thời gian tụi em ở trọ chung sống với nhau đó. Dạ. Đến khi cưới là bao nhiêu năm? Chắc phải tầm năm 2013 là em vào Sài Gòn. Là 4 năm. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, tụi em đã có con chưa? Dạ có, em có một bé gái hơn 20 tháng tuổi rồi chị. 20 tháng? Dạ. Tại vì là chị muốn hỏi là tại vì thực sự á, như em như vậy nè. Dạ. Cái chuyện mà có con á là một sự liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì rất là cái xác suất mà mệt cả mẹ cả con rất là nguy hiểm đúng không? Dạ. Với cả cái lúc cưới ấy là hai vợ chồng xác định là sẽ không có con. Một là xin em bé nuôi, hai là hai vợ chồng ở vậy để bầu bạn với nhau thôi. Cả hai gia đình hai bên cũng xác định là vậy luôn. Cái xong cái anh ấy cưới xong rồi anh gì anh mới bảo là em ơi để cho anh đứa con. Ông có bảo vậy xong cái em thì lúc đấy nửa đồng ý mà nửa không đồng ý. Xong cái ông ngày nào ông cũng nói hết. Với cả em nghĩ giờ ông ấy già rồi mà ông ấy chưa có con nên là thì tội, nên là em liều. Có nhưng mà liều. Khi mà biết có thai rồi á, mà em đi khám thì bác sĩ có cái kế hoạch gì để mà hỗ trợ cho em không? Khoảng tầm 3-4 tháng đầu thì bọn em vẫn đi khám theo lịch trình của bác sĩ. Và cuối cùng là em bé khỏe mạnh. Dạ đúng rồi, em bé khỏe mạnh. Vậy đó hả? Chúc mừng em. Là như vậy là bây giờ em bé được 2 tuổi. 20 tháng. Gần 2 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ coi như là ở với nhau là 2 năm là chính thức là vợ chồng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ở chung nhà rồi, có tật xấu gì lòi ra không? Chắc là em xem chương trình này nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, đây là vật mặt em biết, đây ạ. Em biết tới phần này đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh ấy mê điện thoại lắm anh. Đồng ý là nghề của anh là nghề về lập trình. Điện thoại, máy tính là những cái thiết bị cần thiết. Nhưng mà anh 24/24 cái điện thoại và cái máy tính là anh ôm chặt cứng trong người. Đến lúc mà ví dụ những cái điện thoại em hết pin, anh ấy đang sạc pin ở bên ngoài đấy. Cái điện thoại em đang để trên giường đấy là anh cầm anh ấy đi vô nhà vệ sinh là anh cũng ngồi đóng cả tiếng đồng hồ luôn. Em tốc cửa để lấy cái điện thoại ra mà anh kêu giờ đi vệ sinh cũng không yên nữa. Đây ông ấy la vậy đấy chị. Nhưng mà chị hỏi là công việc nhà vậy là ai sẽ là người làm nhiều hơn? Công việc nhà thì anh sẽ làm nhiều hơn. Anh làm nhiều hơn đúng không? Em có phụ giúp gì được cho anh trong cái công thì việc nhà em không? Em có nấu cơm nước cho anh á. Nhưng mà cơm nước mấy bữa nay kinh doanh đang rất là được nên là em bỏ bê việc nấu cơm luôn chị. Là ăn cơm tiệm không đúng không? Dạ, đúng rồi. Gọi cơm hộp về ăn. Rồi tiếp tục tật xấu đi, còn nữa không? Anh ấy bừa lắm, anh ấy đi ra ngoài về xong cái là quần áo là anh ấy giục trên giường luôn. Xong cái anh nằm là anh
đạp cho quần áo ấy, nhìn rớt xuống cái giường luôn chứ không. Nó là bừa bộn đó. Dạ đúng rồi, nó bừa lắm. Rồi anh ấy ít quan tâm đến gia đình lắm. Bạn bè thì ví dụ như ai cần cái gì thì anh ấy sẵn sàng, anh ấy giúp. Rồi bạn bè rủ anh đi cà phê hay là đi chơi ở đâu thì anh chỉ cần ới anh một tiếng là anh ấy phi xe đến liền. Như thương bạn. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? À có một cái tật nữa chị, anh ấy có ngoại tình tư tưởng nữa. Sao em biết, sao em biết, sao em đâu đâu em nói thụ thể là em tin nhắn của ông á. Còn mấy cô bồ cũ thì nhắn tin hỏi là anh ấy làm gì, anh ấy khỏe không, để anh có nhớ em không. Thì anh ấy nhắn lại là anh có nhớ. Em ngửi thấy cái mùi thính thính ở trong á. Em bảo là anh ngoại tình tư tưởng đúng không, mà ông ấy chối. Ông kêu là không có, mà trong tin nhắn em đọc là có. Vậy ai nhắn cái tin đó? Thì người ta nhắn thì mình trả lời thôi. Sẵn đây em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Em mong ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, bớt công việc lại. Tại vì anh thức tới 1-2 giờ sáng thì em cũng phải thức theo ảnh luôn. Tại vì em không yên tâm để cho ảnh ngồi làm việc vậy. Em giục ảnh đi ngủ thì ảnh mới đi ngủ. Phải biết giữ sức khỏe. Tại vì cơ thể của mình đã yếu sẵn rồi. Rồi giờ tới em đó. Vinh, cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì thật ra vợ em không có gì xấu hết. Chị hay nói nhiều, hay càm ràm rồi ấy. Và cái em ghét nhất là đem công việc vào trong gia đình, trong phòng ngủ á. Thì cái đó nó cũng là cái bất tiện, bởi vì công ty với cái nhà nó chung ở luôn. Nên mà cứ công việc trong công ty thì đem vô trong phòng ngủ luôn. Nên nó rất là mệt, nó áp lực nữa. Vợ em thì bán online mà lại hay mua đồ online. mua 5 lần mà xài không được 5 lần luôn, vẫn cứ mua. Cũng thể là mua cái gì? Mua quần áo anh. Mình 5-6 kg đi, mua một lần người ta giao xong không mặc vừa thì mua cái bự hơn. Mua lần thứ hai cũng y chang nữa, không giao mặc được luôn. Nhưng mà chị ơi, em có trừ hao rồi mà tại sao không vừa, nó vẫn không vừa chị. Mà đổi lại được không? Dạ không, không có đổi được anh. Dạ. Rồi thì nhân đây thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hạn chế đem công việc vô trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực. Thứ hai nữa là nếu mà mua online thì chắc là phải suy nghĩ kỹ. Kỹ càng, đắn đo kỹ càng rồi hãy mua, đúng không? Chỉ có hai điều đó thôi. Dạ. Chị cũng mong là tụi em sẽ mong là ổn định được cái cuộc sống. Dạ. Có những cái tích lũy. Còn về phía Vinh á, em lắng nghe cái chia sẻ của vợ là dạ, quan tâm đến gia đình. Thực ra là gia đình ở đây chỉ có hai vợ chồng thôi, mà vợ em né, vợ em không nói cái chữ mà quan tâm đến vợ. Thực ra là cái chữ đó mới là chữ đúng nhất. Dạ. Là quan tâm đến vợ nhiều hơn một chút. Anh thì xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng khỏe mạnh. Và dạ, công việc thì luôn luôn thuận lợi nghe. Dạ. Phát triển ha. Và đặc biệt là mau sớm thoát khỏi cái cảnh nhà thuê, mua một căn nhà lớn nhỏ không cần quan trọng, mà miễn đó là căn nhà của hai vợ chồng mình nha. Dạ, dạ, dạ.